Sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối đi. Giờ đây
Mình đang nghĩ gì ơi? Sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối đi. Tình mình giờ đã xong em sao em nỡ vội buông tay rồi. Bò hả? Ký bò hả? Ừ. Là đi tư. Cái dây là đâu? Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian. Và tôi nghe ai sang giàu anh sang khó, mai xa kiếp con người về với các bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không gần ghét hoang thôi. Sáng rồi lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là các bụi, sẽ trở về các bụi thì xin đừng toan tính nhiều hơn. Đời như về bình thường nhé, Bắc Nam là về mà không có xe về nhé. À. Ông về ông làm cây được không? Được đâu? Đấy, rồi đây mà thằng lấy con thằng bộ hồ cho nhò đỡ tiền cho. Ông bộ hồ làm từng đồ đây. Không có làm được không? Một mưa của cơn mê. Thấy cái này nó làm. Sẽ cuộc đời bóng bên. Dạ. Không bay lên đấy à? Vâng. Rồi em còn nhớ những lúc mình giàu, hay ta có nhà lầu,
xin thề hơi với cô tất cả màu. Mà qua cơn mê sau cuộc đời bồng bềnh, đời như hoa mây vụt mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đau. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa những thế lo lắng u buồn, về sự nơi trần gian. Em sẽ phải cố tất cả. Việc nhiễm bệnh và ôn đá giảm từ 3.439 hecta so với tuần trước. Tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5-15%, trong đó có gần 1.600 hecta bị nhiễm trên 20%, và hơn 500 hecta bị mất trắng. Các địa phương có diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn nhiều gồm Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bạc Liêu. Còn rầy non di chuyển trên diện tích hơn 14.660 ha, giảm 241 ha so với tuần trước.
Một số rầy trên đồng phổ biến từ 750 đến 2.000 con trên 1 mét vuông, phân bố nhiều ở các tỉnh Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang. Khi diện tích lúa bị nhiễm bệnh đậu ôn lá và rầy nâu đang giảm, song với tình hình thời tiết mưa ẩm như hiện nay sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch hại này phát sinh, gây hại mạnh trên cây lúa. Lớp mưa ở chỗ mua nhiều quá này. Nó mời mình để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, trong đó việc cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, thực hiện các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp thành lập mới tổ chức kinh doanh đã được quan tâm thực hiện. Và sau đây là ghi nhận những thông tin cụ thể. Với sự hỗ trợ tích cực và trách nhiệm trong việc tư vấn cơ chế các thủ tục để thành lập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh của các sở ngành liên quan như sở kế hoạch đầu tư, cơ quan thuế, công an tỉnh, nên doanh nghiệp này rất thuận lợi cho việc thành lập công ty mới. Nhờ đó đã góp phần đáng kể cho việc tham gia hiệu quả hoạt động. Chỉ tính từ khi triển khai hoạt động theo lộ trình công ty, doanh thu của doanh nghiệp đã tăng gấp đôi so với những hoạt động theo lộ trình hộ kinh doanh. Về tiếp tục sẽ có đầu tư hỗ trợ cho em rất là nhanh chóng, chúng tôi không là ký không là tất cả các đầu tư là như là ký các kinh doanh nè, thứ hai là mẫu thuế nè, thứ ba là mộc, thì các anh chị làm ở trong một ngày đã tốt. Nhờ tập trung công tác tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh tại địa phương phát triển lên doanh nghiệp và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, nên thời gian qua nhiều hộ kinh doanh đã có hình thức trong việc phát triển lên doanh nghiệp và xem đây là nền tảng để doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định bền vững. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có gần 40 doanh nghiệp được thành lập mới, được chuyển đổi từ hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký gần 50 tỷ đồng. Hiện tại để phấn đấu trong năm 2020 có 80 doanh nghiệp thành lập mới được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp tích cực. Trong đó tỉnh đã triển khai biên chế phối hợp liên thông giữa phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư với phòng tài chính kế hoạch các huyện thị thành phố trong các đăng ký doanh nghiệp cho hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh nghiệp nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để có nhiều doanh nghiệp thành lập mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh tại địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái cải cách hành chính trong các cái thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, thực hiện cái thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua cái trung tâm thực hiện chính công cũng như đăng ký qua mạng, ký kết quy chế liên thông trong thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với những hộ chuyển doanh nghiệp về giới phòng tài chính của các huyện thành phố hộ chuyển lên doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thì chỉ cần lại tại để tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý khán giả cùng đến với chương trình được đưa lên 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay thứ bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bệnh viện Tây Đà Nẵng gỡ phong tỏa. Người dân ở Sóc Trăng lo lắng vì sạt lở. Câu chuyện cuộc sống cai thiết bị điện tử cho con trẻ. Tìm thấy một đàn ông bị nước cuốn trôi ở Sơn La. Bất chấp dịch Covid-19, bốn người nhập tụ tập đánh bạc ở Đắk Lắk. Tôi quý vị bắt đầu kể lại sự kiện. Cập nhật diễn biến dịch Covid-19, thưa quý vị, đúng 0 giờ ngày hôm nay, bệnh viện Tây Đà Nẵng chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, đã thực hiện từ ngày 24 tháng 7 tới nay. Hiện bệnh viện đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và theo đó, hơn 1.000 nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sẽ được về nhà sau thời gian từ 4 ngày cách ly. Đồng thời, bệnh viện cũng sẽ đón tiếp bệnh nhân đến khám chữa bệnh sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa này. Bệnh viện đã có kế hoạch phân luồng cho bệnh nhân cấp cứu và khám ngoại trú. Mỗi cuộc khám cũng sẽ được phân luồng quy định để đảm bảo an toàn và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Bệnh viện sẽ là những bản đã phát hiện mắc Covid-19 đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 21 tháng 7. Tình hình dịch Covid-19 tại Quảng Trị đã chuyển từ cấp độ 1 sang cấp độ 3.
sau khi bộ chuyên ngành phát hiện có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2. Giám đốc đây tỉnh Quảng Trị đã tiến hành phong tỏa khu vực nhận các xã hội đối với 3 địa điểm liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 này, đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch trên toàn địa bàn. Theo đó, tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa kẹt các xã hội đối với khu phố 1, phường Công Lệ, thành phố Đồng Hà, nơi sinh sống của bệnh nhân 750. Phong tỏa thôn Nhân Lệ tại Điểm Hòa, huyện Vĩnh Linh và trung tâm y tế dự phòng huyện Vĩnh Linh, cơ sở cũ, nên có liên quan đến bệnh nhân 749. Tỉnh Quảng Trị cũng đã họp khẩn về công tác phòng chống dịch, thống nhất kích hoạt lại tất cả phương án kế hoạch dự phòng, thực hiện cấp độ phòng chống dịch từ cấp độ 1 lên cấp độ 3, mức độ dịch có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. 73 trường hợp F1 đã được tổ chức cách ly tập trung, các trường hợp F2 được cách ly tại nhà. Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng đã kích hoạt tổ cơ động phản ứng nhanh để truy vết và lập danh sách các trường hợp từ F1 đến F3 của 2 ca mắc. Ngoài 3 địa điểm bị phong tỏa, ở các địa phương khác, tỉnh Quảng Trị cũng rất tích cực thực hiện phòng chống dịch COVID-19.